À, mình không biết tại sao nó rất là mờ nhá, nhưng mà hình như cái camera trước mình bị hỏng rồi. No. Nhưng mà ok, vậy thì chào mừng các bạn đến với một cái video ngắn nữa. Và lần này thì mình muốn nói một vài thứ linh tinh. Ok, vậy thì một tuần qua mình đã đánh vật với cả hai thứ, chính là dự án ở trường và kỳ thi giữa kỳ thì phải, hình như là giữa kỳ không nhớ lắm, nhưng mà tóm lại có rất nhiều cái bài kiểm tra một tiết rất là quan trọng với tất cả các môn, hình như là giữa kỳ thật đấy. Nhưng mà mình đã phải tập trung vào để làm mấy cái thứ đấy và thực sự là chưa có thời gian để làm video trên YouTube. Và mình cũng thấy là tại sao mình lại làm thế nhỉ? Lẽ là mình phải làm nhiều video hơn. Vì thế là mình nghĩ ra cái trò livestream. Livestream thì nó sẽ vừa nhanh, các bạn có thể vừa tiếp xúc với mình. Tại sao tóc mình như thế này nhỉ? The freak. Ok, lát nữa đằng nào cái tóc mà. Thì livestream là một cách để rất là kiểu nói chuyện với các bạn dễ dàng hơn này, các bạn thể có xem cùng với mình, cùng với reaction với mình hoặc là mấy thứ linh tinh đấy. Thì mình nghĩ là, nhưng mà mình nghĩ là livestream ấy thì thường nó rất là dài và nhiều người cũng không có nhiều thời gian, tại vì là mọi người phải đi học hoặc là đi làm hoặc là cái gì đấy, và nhiều người không có nhiều thời gian để xem livestream hơn một tiếng, gần một tiếng tầm tầm đấy. Có mẹ là rất nhiều thời gian chỉ để xem một cái video livestream. Vì thế là mình đã làm ít livestream đi và mình sẽ tập trung vào làm những cái video kiểu vlog hoặc là skits hoặc là thử thách các thứ linh tinh ấy, thì nó sẽ vừa ngắn vừa thú vị và nó cũng kiểu chất lượng tốt hơn đấy, tại vì mình có thể sắp đặt được tất cả mọi thứ, các thứ linh tinh. Và có nhiều điều hay ho nữa là có nhiều bạn bảo là mình đã biến mất khỏi thế giới này hoặc là bị bắt cóc, nhưng mà mình vẫn ở đây làm cái video này. Tại sao bạn nghĩ thế nhỉ? Thực sự thì từ mấy tuần trước là mình cũng đã khá là đăng ít video đi, nhưng mà cũng là lý do của nó chính là học hành. Nhưng mà mình vẫn đăng video vẫn rất là chăm chỉ học hành lẫn phải làm video. Vì thế là các bạn đừng ghét mình nữa, làm ơn, mình chưa chết, mình vẫn ở đây. Nhưng mà dạo này mình đang có một cái ý tưởng nữa, chính là làm những video chất lượng cao hơn, kiểu đã có sắp đặt, kiểu có kịch bản các thứ ấy. Nhưng mà thường thường người đấy sẽ mất rất nhiều thời gian, mà mình cũng không nghĩ là mình có thể làm được không. Và hiện giờ mình chưa có một cái đội diễn viên nào để làm việc cùng cả, tại vì mình thích làm việc một mình hoặc là với cả người thân gia đình, nó rất là hiệu quả và mình cũng không phải chi trả cái gì cả quá cao gì cả. Ok, nó thế đủ rồi, đủ rồi, lý do thế đủ rồi. Vậy thì cái tuần này là cái tuần mà mình sẽ được nghỉ xả láng, tại vì là kiểm tra xong hết rồi này. Mình sẽ được đi một cái gì ở trên Ba Vì với cả lớp này, sẽ một cái xem một vlog nữa. Mình có một video về hình như là cũng liên quan đến Halloween và liên quan đến thời ẩu. Mình nói đến đâu rồi ấy nhỉ? God damn it. Nhưng mà thì nói ngắn gọn là mình sẽ quay trở lại vào tuần này. Thực sự là vào tuần này mình sẽ làm nhiều video hơn, mình có nhiều thời gian rảnh để làm hơn và cũng đỡ bị áp lực các thứ linh tinh. Vì thế mình nghĩ thế là ổn nhất. Thì hy vọng các bạn thông cảm cho những thứ mà mình phải làm trong suốt một tuần qua, và upload được có một cái video, một livestream và cái video này. Video dài 3 phút, hiện giờ là 35 giây rồi. Thì hy vọng các bạn thông cảm cho mình, và mình sẽ hẹn các bạn vào các video tiếp theo gần đây. Vì thế là hãy nhớ đón xem. Bye. Video này, đợi một tí. Khoan. Khoan khoan. Ok, 4 phút rồi đấy.